Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Nhật Đăng Lên. Hiện tại thì Đăng đang ở đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong tập ngày hôm nay thì Đăng và mọi người sẽ cùng nhau trải nghiệm một căn nhà tại đây. Một căn nhà với diện tích khá là đặc biệt và nó hầu như là bự nhất ở trong cái khu vực này theo Đăng được biết. Căn nhà có diện tích là ngang 5m2 và 20, 103m2 và được xây dựng là một trệt, hai lầu, sân thượng. Căn nhà của mình thì nằm hướng Tây trên mặt tiền hẻm rộng 6m, do đó là xe hơi rất là dễ dàng di chuyển vào tận trong nhà. Và nó đang có giá trị thị trường là 8,5 tỷ. Và trong một căn nhà ở Nhà Bè với giá 8,5 tỷ có gì thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Thì trước hết chúng ta sẽ nói về phần mặt tiền của nhà. Chúng ta có một cái mặt tiền mang phong cách hiện đại với rất là nhiều cây xanh ở bên trên. Cái dạng mặt tiền này đang được rất là phổ biến hiện nay, tại vì nó đơn giản nhẹ nhàng nhưng nó vẫn giữ được một cái độ đẹp trong một cái khoảng thời gian dài mà nó không khiến bị lạc hậu, cũng như là chúng ta có thể dễ dàng set up phù hợp với lại mọi lứa tuổi. Và đằng trước thì được ốp bằng là đá marble với tông màu tối, và bên trong thì có hệ thống cửa cuốn để bảo an ninh nè, và một hệ thống cửa nữa là cái hệ thống này Đăng cũng qua tập này Đăng cũng muốn chia sẻ với mọi người. Đây là hệ thống cửa nhôm thông minh. Mọi người thấy chúng ta vẫn có thể chạy ô tô vào, không có cần gấp gáp vô mà chỉ cần kéo trượt thôi, cửa lùa. Và khi mở ra thì mình sẽ nhấn vào cái này, mình đẩy ra thôi. Nếu đóng vô thì là khi mà đẩy ra thì cái cửa này nó không trượt được nha mọi người. Và khi mình đóng vô như thế này thì nó sẽ lóc lại nè. Đó, mình kéo qua là xong. Do nhà có một cái phần diện tích rất là lớn nên chắc chắn sẽ có không gian gara ô tô được đặt riêng ở bên trong nhà. Chúng ta có một cái khoảng gara ô tô cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Ở đây Đăng để chạy vô vừa cái xe Đăng nè, còn dư chỗ rất là nhiều, dư ở bên dưới, dư ở bên trên. Ở chỗ này thì chúng ta có thể đậu luôn cả một chiếc bán tải vào rất là thoải mái. Và cái phần bên đây thì một chiếc ô tô để thì còn rất là rộng nè, mọi người cũng có thể để thêm một vài phương tiện di chuyển khác của mọi người vào. Và cái phần đằng trước thì khi Đăng bước vào Đăng thấy nó sáng rồi. Nó sáng là bởi vì chúng ta có một cái khoảng kính bảo vệ và cái khung bảo vệ bên trên vừa giúp chúng ta lấy được ánh sáng, mà nó vừa có một cái chất gì đó gọi là thẩm mỹ và an toàn. Tách biệt với không gian gara ô tô phòng khách thì chúng ta có một cái bậc tam cấp đi lên, được thiết kế theo ý nghĩ là thiên địa nhân. Không gian phòng khách thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái, đó một cái ngôi nhà là ngang 5m2 và 20. Chúng ta có những không gian chức năng rất là thoáng. Và ngôi nhà này với màu trắng là màu chủ đạo, nhưng với sự kết hợp khéo léo và hài hòa với những cái ram màu khác, những cái vật liệu được nội thất được xếp ốp bên trong á, thì nó mô hình chung nó tạo nên cho màu trắng được một cái sự độc đáo và nó là điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà. Và ở vị trí trên ngay chỗ sofa thì chúng ta có một cái mảng tường được ốp bên trên bằng gỗ, bằng lam gỗ, và điểm nhấn thêm vào đó là ba bức tranh để tạo nên cho cái không gian này nó trở nên sang trọng và nó sinh động hơn. Sofa bằng da rộng rãi thoải mái cho cả gia đình mình ngồi. Và ở chỗ này thì chúng ta vẫn có một cái chỗ để có thể ngả lưng ra ngồi ở đây xem phim. Nếu nhà mình đông con cháu thì vị trí này vẫn đủ chỗ cho các cháu nhà mình tha hồ mà chạy nhảy chơi đùa. Phần đối diện với sofa thì chúng ta có một cái hệ thống tủ tivi rất là lớn. Và ở bên trên được ốp thêm là những cái tấm nhựa với vân đá để cũng nằm màu trắng luôn, rất là thích hợp với không gian này. Và chúng ta có thêm một cái hệ tủ nữa, và tủ này Đăng nghĩ là mình nên chân rượu tây nó sẽ hợp lý hơn là rượu vang. Mời mọi người chúng ta vào bên trong. Và ngay khu vực mà cầu thang á, thì chúng ta còn có thêm một cái hồ cá ngay đây, nhưng theo ý kiến của Đăng thì Đăng thấy là nếu mà là Đăng thì Đăng không đặt hồ cá ngay chỗ này. Đăng có thể đặt ngay chỗ vị trí ngay chỗ này để có thể vừa lấy được ánh sáng tự nhiên vừa của giếng trời, mà nó vừa khiến cho không gian nhà mình nó rộng, nó thoáng hơn. Và nếu không thì chúng ta vẫn có thể để hồ cá ngay chỗ cái không gian để xe ở ngoài đó, thì Đăng thấy nó cũng hợp lý.
Và phần bếp, không gian bếp thì nó rộng rãi hơn ở ngoài phòng khách. Với không gian này thì đang nghĩ là nếu như nhà mà có tiệc tùng gì đó thì mình dẹp luôn cái bàn này, mình ngồi dưới đất quay quần, cả gia đình quay quần lên nhau thì ngồi được chắc cũng phải 20 người đó mọi người. Rất là rộng. Và ở trong đây thì đã được trang bị một cái bộ bàn mặt đá bóng đến từ thương hiệu Cozy. Đây là bàn thông minh nha mọi người. Nếu gia đình mình ít người thì mình vẫn có thể thao tác rất là dễ, kéo ra nè, gấp vào để cho nó ngồi ấm áp và thoải mái hơn. Phần trên tường thì được ốp bằng kính để tạo được cái không gian cho về thị giác cho cái khu vực bếp này. Và ở trong khu vực bếp thì theo nghiên cứu, theo đang được biết là theo nghiên cứu giữa của các chuyên gia thì cái màu sắc ở trong cái phần tủ bếp nó theo một cái gam màu trung tính á, là mang cái gam màu như màu trắng, màu xám, màu be, màu vàng, cái kiểu nó giống vậy, thì nó sẽ làm cho cái phần thị giác của mình nó thoải mái khi mà mình thao tác nấu nướng trong cái khu vực này. Và cũng như là những cái màu sắc trung tính như vậy nó sẽ khó bị lỗi mốt và nó sẽ nhìn nó đẹp hoài vậy đó, tại vì nó cũng đơn giản. Và ở đây quay lại về cái tủ bếp thì các bà các bạn nhà mình đang xem video thì thấy không gian bếp này như thế nào, mọi người có thích không, hãy để lại bình luận bên dưới mọi người cho về ý kiến cho Đăng biết ở dưới phần bình luận nha. Đăng thấy ở đây chúng ta có một cái không gian bếp rất rộng hình chữ L, và bồn thì cũng được sử dụng bằng bồn đá nè. Khi mà mình sử dụng loại bồn như vậy thì nó sạch sẽ, nó không bị bám khuẩn, dễ dàng lau chùi mà nó cứng nữa. Và ở bên trên thì cũng được trang bị thêm những cái thiết bị thông minh. Phần tủ bếp thì được sử dụng tất cả bằng chất liệu là MDF chống ẩm của An Cường. Lớp bề mặt bên ngoài được phủ lớp acrylic sáng bóng từ ở bên trên đến cả bên dưới luôn. Nhìn nó về thị giác thì nó khá là sang và nó sạch sẽ. Ở trong đây thì cũng đã được trang bị hết đầy đủ cái thiết bị bếp. Cái thiết bị bếp chẳng hạn như lò nướng, bếp từ, máy hút, và kể cả là tủ lạnh, lò vi sóng, tất cả đã đầy đủ rồi. Và ở đằng sau thì chúng ta có một cái khoảng giếng trời lớn, vừa là ánh sáng và không khí trực tiếp vào nhà, làm đối lưu được bên trong, vừa là một cái nơi để chúng ta có thể tha hồ và trồng thêm những cái loại cây mà mình yêu thích ở chỗ này. Và ở ngoài đây thì chúng ta có toilet ở đằng sau, toilet của khách, và bồn rửa thì cũng được đặt ở phía bên ngoài. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong không gian tầng trệt của ngôi nhà. Đang mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp lên tầng 1. Xin mời. Ui, cầu thang này cực kỳ rộng luôn nha mọi người. Cầu thang này phải có mét á, hơn 1 mét luôn á. Rất là dễ dàng di chuyển và thoải mái. Đi lên đây nha. Đang ở trên tầng 1. Tầng 1 thì được chia làm hai không gian chức năng: phòng ngủ master và phòng ngủ phụ. Và cái phần sảnh như chỗ cầu thang cũng rất là rộng rãi nè. Và chúng ta có một cái căn phòng full nội thất ở bên trong. Bên dưới được lót bằng sàn gỗ công nghiệp. Cửa phòng này được làm bằng gỗ sồi Mỹ nha mọi người. Và căn phòng ở trong đây thì rất là rộng rãi và thoải mái, nhưng mà nó chưa có nội thất. Ra lại đúng quay về đúng cái chuyên môn của Đăng rồi. Và ở trong cái khu vực này như mọi người cũng thấy, chúng ta có một cái căn phòng tương đối là vuông vức và thoải mái. Và cái việc set up nội thất thì cũng rất là dễ dàng. Chẳng hạn như nếu như nhà ai mà có đồ cũ, những cái đồ nội thất kỷ niệm chẳng hạn, hoặc mình xài lâu mình không muốn bỏ thì mình vẫn có thể đem qua đây. Căn phòng này đủ sức chứa cho mọi người đem hết qua đây luôn. Nó rất là rộng rãi. Còn nếu như mình set up nội thất mới thì cái giải pháp khi mà mình set up nó sẽ như thế nào? Thì theo quan điểm của Đăng thì Đăng thấy, nhưng mọi người cũng thấy, khi mà chúng ta bước vào thì sẽ có một cái lối đi ngay chỗ này. Và vị trí này là toilet, thì chút nữa chúng ta sẽ vào toilet. Thì nếu mà là Đăng thì Đăng sẽ set up một cái hệ tủ ngay chỗ này. Đây, mình sẽ kéo dài ngoài đây luôn. Kết nối thêm vào đó là có nghĩa bằng cái máy lạnh này nha. Kết nối thêm vào đó thì có một cái hệ thống tủ tivi ngay đây, và một cái kệ trang trí ngay vị trí này. Máy lạnh sẽ không, nó sẽ, mình sẽ đặt, không có đặt tủ ngay chỗ máy lạnh đó. Nó sẽ làm hạn chế đi cái việc mà lỡ máy lạnh có trục trặc thì nó nhiễu nước xuống làm hư gỗ của mình. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là với cái không gian rộng như thế này thì một cái hệ tủ mà Đăng nói nó dài tới đây thì chúng ta sẽ có được một cái hệ tủ rất là lớn và để được cực kỳ nhiều đồ. Qua cái khu vực bên này thì
Chúng ta vẫn có thể đặt được một chiếc giường king size luôn, 2m2, một cái giường lớn rộng thoải mái, vị trí hai tấc đầu giường, hoặc kể cả mình để luôn cái bàn trang điểm phía nãy ngày chạy kệ sách nó cũng hợp lý thôi mọi người. Bên dưới thì lót được lót sàn gỗ hết rồi nè. Ngoài đây thì chúng ta có ban công rộng rãi, ở đây thì cũng đã được để sẵn một cái cây bông giấy nhìn rất là nhiều màu sắc và nó đẹp luôn nè mọi người. Với cái khoảng đằng trước này thì được ốm kích cường lực như chúng ta coi ở dưới á, máy lạnh thì cũng đã sẵn sàng. Và trong phòng ngủ với những nhà hiện đại ngày nay thì chắc chắn toilet sẽ nằm trong phòng. Thì ở trong phòng master thì đang vô đây đang thấy toilet rất là rộng rãi và thoải mái. Chúng ta còn có thêm một cái cửa sổ để làm thoáng đối lưu cái khu vực toilet này. Và kể cả máy hút thì cũng đã sẵn sàng rồi mọi người. Ở trong phòng master thì được trang bị ở đây một cái bồn tắm nằm. Tất cả những cái thiết bị vệ sinh đã có sẵn. Qua tới khu vực phòng đằng sau thì chúng ta vẫn có được một cái phòng rộng rãi và thoải mái. Thì cái việc là setup nội thất thì đang vẫn giữ quan điểm giống như phòng master thôi. Tại vì cái phòng đằng sau này diện tích nó chỉ nhỏ hơn phòng master chút xíu. Nhưng mà ở cái không gian này thì chúng ta có thể để rất là thoải mái một chiếc giường 1m8, 2m. Hệ thống cửa sổ thì làm rất là lớn nè, đã được tối ưu, giúp chúng ta lưu lưu không khí tốt ở trong cái khu vực này. Máy lạnh thì cũng đã sẵn sàng. Và trong phòng ngủ phụ thì vẫn có toilet bên trong. Nhưng mà trong cái toilet phòng ngủ phụ này thì được trang bị hệ thống tắt ống kính đứng. Nhưng mà khu vực bên trong thì cũng thoáng rộng rãi, cũng có cửa sổ để thoáng khí. Tất cả những cái thiết bị vệ sinh thì đã bị sẵn. Và chúng ta là một cái ngôi nhà một trệt hai lầu sân thượng, nên tầng 2 thì cũng được trang bị máy lạnh rồi, nhưng mà vẫn chưa có setup nội thất giống như ở tầng 1. Nên do đó đang xin lướt qua tầng 2 để chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp lên sân thượng nha. Xin mời. Ở trên phần cao nhất của ngôi nhà thì chúng ta có sân thượng phía sau. Sân thượng phía sau thì rộng rãi thoải mái, để dễ dàng phơi đồ nè. Và ở đây thì cũng có chừa khoảng, sẵn một cái khoảng để chúng ta có thể làm được một cái nhà vệ sinh ở trên đây. Giếng trời ngay cầu thang thì cũng được chừa rất là lớn và bự, giúp chúng ta dễ dàng lấy ánh sáng xuống và không khí xuống, đối lưu không khí trong ngôi nhà. Sân thượng trước thì rất tuyệt vời, rộng rãi thoải mái. Ở bên trên thì còn được làm thêm một cái hệ thống lam bằng đổ luôn nha mọi người, nó đổ bê tông, lam một cái lam đổ bê tông luôn. Nên là do đó là chúng ta có được cái kiến trúc rất là đẹp. Bên trên phần mái thì được lót gạch hết, nên là chúng ta khỏi lo về cái việc là ở trên đó nó dơ rồi đồ này nọ thấm sau này. Ở đây thì còn có thêm một cái bàn trà nữa nè, chính giữa có thêm một cái cây nhìn nó khá là hay, với 4 ghế ngồi được làm bằng nhựa. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong một căn với diện tích là ngang 5m2 và 103m2, và được xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng. Không biết là qua video vừa rồi thì mọi người thấy sao về ngôi nhà này. Nhưng mà riêng cảm nhận của Đăng thì đang thấy đây là một cái ngôi nhà mang diện tích cực kỳ tốt. Nó rất là rộng và thoải mái. Nó đáp ứng được mọi cái nhu cầu về không gian cũng như là cái chức năng cho một cái gia đình cần. Và nội thất thì cũng đã sẵn sàng cho đón tiếp cho những người chủ nhân tiếp theo. Nếu như mọi người yêu thích ngôi nhà này thì hãy liên hệ với số hotline Đăng để ở bên góc phải màn hình để có thể đặt lịch và đến đây trải nghiệm thực tế. Và đừng quên nhấn like. Nếu như thấy video này hay và hữu ích thì hãy share cho Đăng, cho kênh để ủng hộ kênh. Và nếu như ai mà mới vừa xem video chúng tôi thì cũng có thể nhấn chuông và bật thông báo để nhận những video clip cho những số tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Nhất côn cho Đăng nhé, số điện thoại Đăng để bên góc phải màn hình.